Kính chào quý đồng hương. Kể từ ngày nộp giấy tờ ủy để bãi nhiệm nghị viên Carlos Menzo, tức là ngày 5 À, chị tháng nói đi. 2 năm 2022 đến nay, chúng tôi chưa có dịp nào để gặp lại quý đồng hương, cho nên hôm nay các chị em cao niên chúng tôi trong ban bãi nhiệm và có thêm một cô em trẻ Nhật Linh nữa hôm nay cũng đến đây để mà kính chào quý đồng hương. Và thực sự thì tâm sự với quý đồng hương là từ ngày mà tôi tham gia cái chiến dịch mà bãi nhiệm Kimberly Hồ và Carlos Menzo này, tự nhiên cái khu phố Bonsa này trở thành quá thân thương với tôi. Và qua một tháng rưỡi không được gặp quý đồng hương, tôi cũng thấy làm nhớ lắm. Cho nên hôm nay chúng tôi rất là vui mừng đến đây để mà được gặp lại quý đồng hương. Và chúng tôi cũng biết rằng quý đồng hương cũng thắc mắc với chúng tôi, không biết là cái việc mà bãi nhiệm cô Kimberly Hồ tới đâu rồi. Thành ra hôm nay các chị em chúng tôi có mặt ở đây kính chào quý đồng hương, và chúng tôi hôm nay cũng là xin trình bày với quý đồng hương về cái việc bãi nhiệm cô Kimberly Hồ như thế nào. Chị Ngân ơi, chị Ngân có nghe tin là cái vấn đề mà bãi nhiệm cô Kimberly Hồ kết quả ra sao không chị Ngân? Dạ, thưa, đó là mục đích của chúng ta có mặt ngày hôm nay để thưa với lại quý đồng hương khắp nơi và cử tri của Westminster. Kính thưa quý đồng hương, cuộc vận động thâu nhận chữ ký bãi nhiệm nghị viên Kimberly Hồ đã thành công, thu dư chữ ký phẫn nộ để bãi nhiệm nghị viên Kimberly Hồ. Tức là như thế này này chị Ngân, có phải là ở thường á thì là với một cái con số dân cư của cái khu vực 3 như vậy á, người ta tính là chỉ chừng 8.000 người là đi bầu Vâng. thôi, mà bây giờ mình thâu được trên 4.000, tức là mình thâu được Gần coi như là 50%. trên 50%, Gần phải không? 50%. Đó Dạ thì chị thấy là đó là một cái thành công rất là lớn. Cho nên tôi Đó, mới nói là chị nói như vậy là rất là đúng đó. đồng bào đã ký đến ký bãi nhiệm Timberlake với một cái sự phẫn nộ. Con Đúng. số mình thâu được trên 4.000 đó là con số chính thức. Nếu mà mình được quyền thâu thêm nữa thì nó sẽ còn lên nhiều lắm. Vì chúng tôi, thưa với quý đồng hương, chúng tôi ngồi đá hàng ngày và nhiều tháng, cho nên chúng tôi thấy sự phẫn nộ của đồng hương khắp nơi đến biểu lộ với chúng tôi. Do đó, cái sự thành công với những chữ ký phẫn nộ để bãi nhiệm Kimberly Hồ, đó là một thành quả của cư dân Westminster. Dạ đúng như vậy. Nhưng mà rồi chị thấy sao? Có phải là do cái luật lệ mà nhất là cái luật lệ về bãi nhiệm nó khó hơn luật lệ bầu cử. Nó khó hơn, khó khăn rắc rối hơn là luật lệ bầu cử rất nhiều phải không chị? Dạ vâng. Do đó đó mà Thưa. sao chị có biết là cái vụ mà bãi nhiệm mà năm 2020 đó, do cái Hoàng Kiều tài trợ rất là mạnh mẽ, họ đã bỏ ra cái số tiền là bao nhiêu chị biết không? Chị có nhớ không? 2 triệu, 2 triệu rưỡi. 2,5 triệu đó. Mà họ cũng không làm Mà được họ có gì. tiền nhiều mà họ không mua được lòng dân. Đúng thế. Đó. Thế thì mà chúng ta ở đây á, chúng ta rất là đa số là những người làm việc thiện nguyện, đa số là làm việc thiện nguyện. Thành ra là có chúng ta là cái do cái lòng dân phẫn nộ, nhưng mà cái kỹ thuật chuyên môn á thì chúng ta lại không có nắm được hết những cái đó, tại vì có rất nhiều người cũng tự nguyện lấy chữ ký cho mình nữa, tự nguyện đi lấy chữ ký cho mình nữa, do đó mà mình có không vượt qua được một số những cái trục trặc kỹ thuật, do đó cái con số mà mình thu được á về mặt mà hợp 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 lệ đó thì chúng ta thiếu một chút xíu đó, nhưng mà cái và do đó chúng ta đã coi như là chúng ta chưa tống cổ được cái kẻ gian tà này Tức ra là khỏi Kimberly Hồ đó. là Kimberly Hồ, ra khỏi thành phố, nhưng mà
Điều đó vẫn chứng tỏ rằng chúng ta là chính nghĩa. Cái con người này á, do những lý do kỹ thuật mà Hồ Ly Tinh còn được ngồi lại đây thôi. Thưa quý đồng hương, vì luật lệ bầu cử cũng như bãi nhiệm rất là phức tạp mà chúng tôi, ủy ban bãi nhiệm, không có làm gì khác hơn được trong cái vấn đề mà luật lệ bầu cử của Quận Cam. Con số trên 4.000 chữ ký là người có thật so với cử tri những trong những cuộc bầu cử thường xuyên ấy, thì cái thường tổng số những người đi tham dự là độ khoảng 8.000, mà kỳ này chúng tôi đã đạt được hơn 4.000 chữ ký, tức là gần như trên 50%. Đó, thành ra là cái sự ủng hộ của đồng hương rất là tích cực. Và cho nên vì đó chỉ vì lý do kỹ thuật mà chúng tôi đã không có làm được tốt lắm. Thành ra là nói cho đúng thì là chúng tôi có mặt ở đây, chúng tôi biết rằng là quý vị đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi còn nhớ ca sĩ Kỳ Anh, chắc một lần anh đang lái xe mà anh cũng gọi điện thoại vô để mà hỗ trợ các cô. Rất là, tại vì thấy các cô, trời ơi, trời hôm nay trời gió quá mà các cô ngồi như thế này. Đó, thì là ca sĩ Kỳ Anh, rồi thì ngày hôm sau ca sĩ Kỳ Anh lại đến tận nơi vừa hỗ trợ tiền bạc mà đồng thời cũng đến đây. Rồi thì biết bao nhiêu quý vị khác, như thí dụ như là một anh chị kia ở đâu, là ở phía trên Los Angeles đó. Đầu tiên anh chị đã ủng hộ 100 rồi. Rồi sau đó là anh chị đi xuống dưới này là qua thăm chùa Điều Ngự. Xong rồi anh chị lại ghé đây, lại là ủng hộ cho thêm 200 nữa. Đó, rồi thì là hai mẹ con của ở Downey. Vâng, để cái này thì chị Downey. Danh sách thì muốn tiếp lời của những cái quý vị yểm trợ. Khi mà chúng tôi có cái bàn ở ngay chỗ đối diện một đèn chỗ trên đối diện với Phúc Lộc Thọ, thì có rất nhiều quý vị đã đến. Có những quý vị ẩn danh cho 300, 200, 100. Và có những người, các quý vị cho những số tiền khác nữa. Và chúng có người thì cho tên như là ông Tùng Thanh Nguyễn, rồi thì là bà Lê Thị Hiền, Xuân Lê, Jacqueline Nguyễn, Bùi Phạm, bà Loan, Phan, bà hai ba người, Phan Thúy Hồng và Phan Liên Tô, Bùi Thị Thanh, Trần Thị Thanh xin lỗi, Bùi Thị Thanh ở District 3 thì cũng đã giúp khoảng 3 cái check là 300. Và ông Danh Phan, rồi chị Vàng cũng có đến cho rất nhiều quà, và chị có giới thiệu một cái hội mà họ cho quà cho những người mà lợi tức thấp đó. Thì và những vị quý vị ẩn danh đã cho quà rất nhiều, thì quý vị biết không, có một số những cái số tiền nhỏ đó quý vị cho là tiền chúng tôi ăn lân chứ. Vâng. Vậy thì quý, cái sự tất cả những chị em chúng tôi trong một cái số chị em bãi nhiệm cô Kim Anh đi Hồ, thì trong đó có tôi là cái người lớn tuổi nhất. Và trong những ngày tháng vừa qua tôi cũng có mặt hiện diện cùng với các chị em, không có thiếu một ngày nào. Thì thưa quý đại quý đồng hương, cái mục đích chúng tôi là bài trừ một con người không có đạo đức, không có nhân cách và cũng không có là một cái chữ trung tín, để mà giúp cho cái cộng đồng này, cho mọi người được cái là được đạt đến là một cái là mục đích nào những các quý vị dân cử đó, để ra ngoài ứng cử để đại diện cho những đồng bào chúng tôi, để là làm cho cái cộng đồng này cho nó có một cái sự tốt đẹp hơn. Nhưng mà chúng tôi thấy cái sự đó nó không đúng như cái điều chúng tôi ước muốn, và cũng không phải là chỉ ngoài chúng tôi đã, không phải là chỉ có chúng tôi thôi, mà ngoài đã còn đồng bào cũng đã rất là than phiền. Vì cái lẽ đó mà chị em chúng tôi đã hy sinh những thì giờ và đã can đảm là tự nguyện, chứ chúng tôi cũng không có ai để mà xúi dục hay là có ai kích động, hay không có ai nói chúng tôi một điều gì. Bởi vì chúng tôi là con người và chúng tôi trưởng thành nên chúng tôi có gia đình, chúng tôi dạy dỗ những con cái, thì chúng tôi là thiên phú cho những người mẹ có một cái đầu óc thông minh, thì chúng tôi dạy các con cái phải có đạo đức và phải có là biết thế nào là luân lý. Thì
Riêng cá nhân tôi thì tôi biết rằng là các quý đồng hương rất thương chúng tôi, có những người quá hăng say, dạ, tôi cảm ơn những quý vị quá hăng say, quá nhiệt tâm và đem những cái đơn này về, nhưng mà nó có một cái ngoài ý muốn là nó phải có ở trong cái địa hạt này thì mới được bãi nhiệm, ở trong cái bãi địa hạt kia mới được bãi nhiệm, trong đó nó có những cái không có con cái gì mà nó cho nó trọn vẹn đầu xuôi đuôi nọt cả. Vì chúng tôi thấy rằng cái sự mà cố gắng mà đồng bào đó là hăng nhiệt tâm mà giúp chúng tôi mà nó có những cái điều nó xảy ra như vậy, chắc chắn đồng bào những người nhiệt tâm đã lấy những cái đơn mà về đưa cho những người bạn, đưa cho gia đình, mà rồi đó là có những cái mà muốn cho giúp chúng tôi là giúp một cái tờ đơn mà viết cho 4-5 cái tên, thì cái đó nó là nó ngoài cái gọi là điều lệ mà chúng tôi thì để không có phải là những người mà chuyên viên chuyên môn, cho nên là đứng cái đó mà bởi vì chúng tôi mới bị là thất bại trong cái này, chứ không phải là chúng tôi là không có khả năng hay là chúng tôi không có tâm huyết để mà làm cái việc này. Xin cảm ơn và một lần nữa chúng mình tha thiết mong quý đồng hương thông cảm, bởi vì chúng tôi là những người mà chỉ nghĩ đến những cái gì tốt đẹp cho cộng đồng và cho đồng loại, chứ chúng tôi không có nghĩ đến cá nhân. Chúng tôi xin cảm một lần nữa chúng mình hết sức là cảm ơn quý vị đồng hương đã giúp chúng tôi trong ngày qua, và đó là cái động lực mà giúp chúng tôi phấn đấu mà không thấy mỏi mệt. Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn chị Trung Minh. Và tôi muốn nói tiếp như thế này, tuy rằng chúng ta cái dịp này chúng ta chưa có trục xuất được Kimberly Hồ ra khỏi cái ghế nghị viên thành phố, tuy nhiên không phải đây là chấm dứt. Con người này nếu vẫn còn tiếp tục quậy phá thành phố, chúng ta sẽ tiếp tục lôi ra những cái mà tội ác đang phá hoại thành phố Westminster này. Chúng ta sẽ không tha thứ cho điều đó. Cụ thể nhất là mới đây, ba nghị viên Kimberly Hồ, cái người đứng đầu của cái nghị quyết mà lên án thông tin giả đó là Tài Đỗ và Kimberly Hồ cũng như là Menzo, đã lôi tất cả tên của Nhật Linh có, tôi có, còn ngoài ra Nam Quan, Ngô Kỷ, biết bao nhiêu người lôi tên ra, lôi tên của những con người, của những người công dân bình thường ra và nói chúng tôi là đưa ra fake news. Thì chúng tôi thử hỏi quý vị coi, những kẻ đó chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Thưa nếu chào, nó vẫn còn tiếp tục làm những cái chuyện này. Chúng mình nghĩ rằng là chúng ta làm những cái việc luôn luôn chính nghĩa, chúng ta sẽ thắng gian tà. Và chúng ta đem đạo đức ra mà để cho chúng ta làm việc, thì chúng ta sẽ thắng những kẻ mà lưu manh, mà những kẻ mà gian manh thủ đoạn thì chúng ta không có e ngại. Đường chúng ta đi, mà chó sủa thì mặc chó, mà chúng mình vẫn cầm cái cây để chúng mình đi thẳng. Chúng mình không có đúng như vậy. Không có nản chí, không có mềm lòng, không có nản chí, và chúng ta làm không phải cá nhân. Đường chúng ta là đường công chính. Đường chúng ta là đường công chính. Thành ra chúng ta vẫn tiếp tục làm. Đó, những con người này mà còn lên làm những cái điều mà giống như là cái chuyện mà đưa ra nói là chúng tôi làm fake news, trong khi chính họ mới là fake news. Tôi nhớ trong một cái bài phát biểu của buổi họp thành phố, chính Nhật Linh đây đã nói là chính cái tờ, cái resolution, cái nghị quyết của quý vị từ đầu đến cuối là fake news hết. Chúng tôi xin khẳng định như vậy với chúng quý vị. Chúng ta hãy coi gương ông Tổng thống của Ukraine. Tại làm sao mà giờ phút này ông còn chiến đấu và ông luôn luôn ông sát cánh mấy này nghe là đồng bào của ông, và ông ấy không phải là một tổng thống, ông là một người công dân để nghe là quyết chiến cho đến cái giờ phút cuối cùng, cho đến giọt máu cuối cùng. Thì chúng ta cũng muốn đạt được cái ước nguyện cho tất cả, cho cái cộng đồng này một tươi đẹp hơn, và vườn hoa này nó rực những cái bông hoa tươi đẹp, chứ nó không có phải nó tàn úa đi trở thành nghĩa là một cái mà đất khô cỏ cháy. Thành ra chúng ta còn tiếp tục tranh đấu để mà khi nào mà những nghị viên này còn tiếp tục quậy phá thành phố Westminster, chúng ta vẫn còn đây. Và chúng ta tiếp tục rằng những cái kẻ đó chúng ta không bao giờ thấy tên nó trên bất cứ một cái lá phiếu nào, mà tôi biết rõ là Kimberly Hồ đang ở trong ra tranh cử chức assembly đó, tức là của tiểu bang luôn. Thì
thấy tên những cái tên đó là quý vị vứt ngay vô thùng rác. Không, giờ chị Đào cứ biết rằng là đồng bào chúng ta rất là, mặc dù đồng bào chúng ta ở trong nhà, nhưng đồng bào chúng ta rất là sáng suốt, và đồng bào chúng ta không có một người nào đã đi sang đến cái đất Mỹ Hoa Kỳ này, không có một người đồng bào nào mà của chúng ta mà không có sáng suốt và không có cái sự nhận xét đâu. Chúng ta cứ tin tưởng như vậy, và chúng ta cứ bền lòng mà vững chí, và chúng ta cứ tiến trên đường chính nghĩa chúng ta đi. Yeah. Nhưng mà còn một điều nữa là chúng ta chỉ nói những cái điều mà cử tri muốn, và những cái ý muốn của cử tri, mà rất là nực cười là chúng ta lại bị ba cái vị nghị viên đó lại lên án hai vị nghị viên Tạ Đức Chí và Nguyễn Mạnh Chí là xúi dục chúng ta nói, thành ra họ coi thường các cử tri lớn tuổi quá, họ không coi như chúng tôi là không có học, không biết gì hết, thành ra rất là hỗn láo mà rất là ngu xuẩn. Mà khi mà lên án hai người kia là tại sao không khiển trách chúng tôi, cái đó không là một, có bao giờ là một sự mình vô nhận cùng xét như vậy á, là chị Môn đấy, không bao giờ mình nhận xét như vậy, bởi vì mà khi mà con người gian manh á thì họ tìm đủ những cái mà bất nhân bất nghĩa, mà bất trung bất tín, mà vì rằng họ là con người như thế nào, vì họ là con người không có liêm sỉ, họ không có biết xấu hổ, và họ nói ra đó, họ nói ra mà cái mặt họ nó quá nó dày đi, cho nên họ không biết thế nào là liêm sỉ. Thì chúng ta không có chấp, không có chấp với những cái con người mà gọi là ăn cho đầy miệng, nói cho đầy mồm, những con người chúng ta bỏ qua ra một bên đi. Không, họ nếu mà không có cái sự việc nó xảy ra thì cái cộng đồng này nó còn tươi đẹp, nó còn nghĩa là mạnh đến mức nào, và trong người là nước Mỹ này người ta còn nghĩa là tôn kính cái những người Việt mình đến như thế nào. Cho nên đó là họ đã đem một cái họ đã bôi nhục cái tính thể của Việt Nam Cộng Hòa, và chính thể những con người Việt Nam của mình rất là một con người rất là kiên cường và rất là thông minh và rất là can đảm. Bây giờ chúng ta đi vào một vài sự việc cụ thể để cho thấy rằng những cái nghị quyết của ba cái tên này ký, tôi cho rằng á, vứt vô sọt rác, nó không có giá trị gì hết. Đó là bây giờ quý vị nhớ lại cái buổi họp mà Kimberly Hồ lên tiếng xỉ vả đồng viện coi. Thế mà chúng nó không hề ra nghị quyết lên án Kimberly Hồ, mà nó lại lên ra nghị quyết lên án nghị viên Charlie Chí Nguyễn. Thì tôi hỏi quý vị coi chúng nó những cái nghị quyết của chúng nó có giá trị gì hay không. Quý vị, tất cả thế giới này đều được nhìn thấy cái video mà Kimberly Hồ chửi đồng viện bằng những ngôn ngữ hàng tôm hàng cá. Thế mà chúng nó không khiển trách, nó đi nó khiển trách cái nạn nhân bị Kimberly Hồ chửi là Charlie Chí Nguyễn. Rồi thì chính chúng nó là những người mà ký yêu cầu rời văn phòng thị trưởng ra. Rồi thì nó thấy là bị phản ứng mạnh mẽ quá. Xin lỗi quý vị. Thì thấy là thôi bây giờ cái phần đó em nói tiếp cho chị đi. Dạ. Đó là cái phần mà chúng nó ký đuổi thị trưởng thị trưởng Chí. Trước khi em nói cái đó thì em xin nói một chút xíu về cái vấn đề mà nghị viên Kim Lô thoát nạn recall cái đợt này. Em xin nói thêm một cái ý nhỏ là thưa với lại quý vị đồng hương, đặc biệt là Linh muốn thưa với lại các cử tri của địa hạt 3 thành phố Westminster, là nơi mà Kimberly Hồ là người nghị viên đại diện cho chúng ta, và Nhật Linh cũng là nơi em đang một cư dân ở trong cái district này, thì phải nói rằng như lúc nãy mà các chị có nói là tính chung là cái thành phố mình, cái đơn vị này là cử tri đi bầu thường xuyên là khoảng 8.000 người thôi. Nhưng mà các chị đã miệt mài ngồi ở ngoài trời trong gió sương lạnh lẽo và đi bộ đến từng nhà lấy được hơn 4.000 chữ ký, hơn 50% cái tỷ lệ của cư dân đi bầu thường xuyên. Như vậy điều đó để nói lên gì? Cái lòng phẫn nộ của cử tri đối với cái người nghị viên bất xứng Kimberly Hồ là như thế nào? Phải nói là chúng tôi rất là cảm ơn tất cả những cái chữ ký đáng quý của các cử tri. Thế nhưng mà chúng ta đã để cho nghị viên Kim Lô thoát nạn recall cái đợt này. Bởi vì sao? Cái luật bãi nhiệm nó quá phức tạp.
mà như quý vị biết là khi mà cái tên Trọc Phú Hoàng Kiều á, ông ta làm bãi nhiệm ba người, ông Trí Tạ, ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí và bà nghị viên Kimberly Hồ, là ông ta phải bỏ đến 2,5 triệu. Và ông ta thuê cả một cái ekip luật sư, người ta nắm luật bầu cử rất là chắc, chuyên về bãi và nhiệm. Họ làm, họ chuyên về bãi nhiệm, một cái công ty mà chuyên về bãi nhiệm để làm. Trong khi đó chúng ta phải nói là cử tri quá là tội nghiệp, quá là đáng yêu, cho ban bầu cử từng 10 đồng, 20 đồng, 80 đồng, vài trăm đồng, gom góp lại một ít tiền để mà làm cái cuộc bãi nhiệm này. Và những cái người mà đứng ra đi lấy chữ ký toàn là những thiện nguyện viên, chứ không phải là những người ở trong ngành luật. Và cái những người mà đứng ra trong cái ban bãi nhiệm này cũng không có ai ở trong ngành luật cả. Cho nên cái vấn đề mà những cái sơ suất mà vi phạm vào những cái phức tạp của cái luật bãi nhiệm, đó là điều không có tránh khỏi. Mà chính bản thân các cô, các chị ngồi ở đây á, ai cũng cảm thấy đau lòng và có lỗi với cử tri. Có lỗi là vì sao? Cái sự phẫn nộ của cử tri gửi gắm vào cái ban record để mà lật cái ghế nghị viên Kimberly Hồ, trút phế bà ta ngay tức thì. Nhưng mà lực bất tòng tâm là ban record đã làm hết sức mình rồi, nhưng mà Kimberly Hồ vẫn thoát nạn được, bởi vì cái luật nó quá phức tạp. Và ngay cả như Nhật Linh chứng kiến, ngay cả Kimberly Hồ to mồm lên sóng nói rằng sau khi thấy mình thoát tội á, Kimberly Hồ nói rằng là bản thân Kimberly Hồ cũng có được hơn 300 chữ ký chống record. Nhưng mà thưa với quý vị, nếu mà dựa vào cái luật bãi nhiệm này á, thì Nhật Linh có thể khẳng định là những chữ ký của bà Kimberly Hồ phần lớn là không được công nhận. Bởi vì sao? Bởi vì Nhật Linh ở trong District 3, chính nhân viên của Kimberly Hồ đến nhà của Nhật Linh nè. Kimberly Hồ làm mỗi một tờ giấy như vậy là một chữ ký thôi, lấy một chữ ký thôi. Thì nhân viên của Kimberly Hồ điền sẵn tên của gia đình Nhật Linh vào và cầm trên tay nói là xin cô cho con cái chữ ký, xin cô chú cho con cái chữ ký. Cô chú có thương Kimberly Hồ không? Xin cô chú cho một cái chữ ký. Nói như vậy mà không có nói là xin chữ ký để nhằm mục đích gì. Và ghi tên của gia đình chúng tôi sẵn vào luôn. Điều đó là vi phạm luật quý vị. Cái ban record không có cho bất cứ ai ghi tên sẵn. Mà nếu như tôi chống record, tôi tự ghi tên tôi và tôi tự ký. Cũng như tôi đồng ý record, tôi cũng tự ghi tên tôi và tôi tự ký. Thì dựa vào cái luật này, Linh có thể nói một cách chắc chắn rằng những cái chữ ký chống record của Kimberly Hồ cũng vi phạm luật luôn. Chứ không có giá trị gì mà Kimberly Hồ bây giờ vỗ ngực xưng tên là có hơn 300 cái chữ ký chống record trong tay để mà nộp lên cho cái ban bầu cử vừa rồi. Thì thưa với quý vị, vì cái tiền mà cái ban record quá ít ỏi, cho nên ban record phải in mỗi một tờ giấy lấy tới 4 chữ ký lần. Thứ nhất là để cho nó gọn nhẹ, ít giấy. Nhưng mà vì chúng tôi lấy cùng một lúc 4 chữ ký thì khi mà gửi các gia đình đó, người ta muốn, người ta đến, người ta nói là người ta xin nhận những tờ giấy này để đem về cho gia đình ký. Thì thay vì là về ví dụ như là chồng tự viết tên tự ký, vợ tự viết tên tự ký, con tự viết tên và tự ký, thì trong đó một người trong gia đình đã thay mặt viết hết 4 cái tên. Mặc dù 4 chữ ký là 4 người ký, nhưng mà khi mà ghi tên á thì có một người ghi thôi. Thì ban bầu cử không chấp nhận điều đó quý vị. Thì cái điều đó là ngoài cái suy nghĩ của chúng ta. Thành nó có những cái điều mà nó nhỏ nhặt như vậy, cộng lại những điều nhỏ nhặt nên là những chữ ký mà hợp pháp của chúng ta nó bị hạn chế. Chính vì vậy mà hôm nay sự có mặt của các chị, các cô ở đây cùng với Nhật Linh thật sự không có ở trong ban record. Nhật Linh chỉ là một cử tri mà cảm thấy phẫn uất và Nhật Linh tự nguyện lên nói tiếng nói thôi. Nhưng mà hôm nay Nhật Linh cũng đau xót không khác gì các cô, các chị hết á. Thì hôm nay ngồi ở đây để nói với lại quý vị đồng hương, những ai
đã từng bày tỏ sự phẫn nộ mà góp chữ ký cũng như góp một tí tiền của quý vị tiết kiệm để cho ban recall có một chút kinh phí để thực hiện cái cuộc recall này, thì xin quý vị đừng nản lòng. Cái cuộc chiến này, cái cuộc chiến đấu này, chiến đấu giữa cái xấu, cái ác, nó còn dài. Và chúng ta cứ phải nỗ lực, chúng ta cứ bền chí. Vì sao? Vì nếu như Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Menzo còn ngồi cái ghế nghị viên trong thành phố Westminster còn lâu dài, thì những cái điều mà họ phá hoại cái thành phố này còn ghê gớm hơn nữa. Nhất là có bàn tay phù thủy của cái tay môi thâm mặt sắc đen xì Bùi Phát đứng ở sau lưng làm thầy dùi. Thưa quý vị, Nhật Linh muốn nói là quý vị hãy nhìn thẳng vào Kimberly Hồ. Bây giờ cái mối quan hệ thân hữu của bà ta là ai, thì quý vị sẽ định nghĩa bà ta bây giờ là ai. Chính cái con người này đã đổi màu, đã biến chất, đã quay mắt 180 độ với truyền thống gia đình, với chính bản thân của đạo đức của bà ta. Nhưng mà bà ta đã đưa lên trên báo và viết là Tạ Đức Chí đổi màu. Mà trong cái lần trước Nhật Linh đã có lần nói quý vị, quý vị hãy thử bây giờ bà ta bắt tay ai? Bắt tay với Tài Đỗ, một người mà bà ta đã từng in flyer đưa hết những cái sinh hoạt dơ giấy bẩn thỉu của ông ta lên cho công chúng biết. Bắt tay với ai? Bắt tay với Carlos Menzo, một cái người mẹ đã từng là cánh tay đắc lực của trọc phú Hoàng Kiều để mà ở trong cái American United, phải không? United Westminster để mà recall ba người thị trưởng Tạ Đức Chí. Cái lúc đó là bà phó thị trưởng Kimberly Hồ và ông nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Rồi bà ta bắt tay với lại Bùi Phát, là một người cũng là một cánh tay đắc lực của Hoàng Kiều mà nỗ lực đã recall bà ta một thời gian trước đây. Bây giờ bà ta ngồi chung với ai? Ngồi chung với David Minh, một người rất là thân thiện với lại Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bà ta bây giờ bà ta đưa lên sóng ai? Cái ông gì ở Fountain Valley á chị, mà cũng vừa rồi ứng cử mà chỉ được có mấy trăm phiếu đó, mà đánh vợ đó, mà đánh vợ mà bị con lên sóng. Frank Chung. Quý vị, bà ta bây giờ có những người bạn thân ái như vậy đó quý vị, thì bà ta là màu gì? Bà ta có đổi màu không? Bà ta đổi một cách nghĩa là như một con tắc kè, mà cái màu của bà ta toàn là những màu quái dị và xám xịt. Xin với lại quý vị cử tri, quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi, các cô, các chú, các chị ở đây, ai những người lớn tuổi nhưng mà bầu nhiệt huyết, còn nhiều năng lượng lắm và rất yêu cái thành phố này, yêu cái Little Sài Gòn, và ai cũng muốn giữ cái Little Sài Gòn này vững vàng và mỗi một ngày càng vững vàng hơn, phát triển tươi đẹp hơn, giữ gìn những cái điều tốt đẹp của một thời miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, cho nên là Nhật Linh muốn nói rằng là từ cái ngày mà Kimberly Hồ thoát nạn recall, bà ta càng to tiếng dữ dội. Trong cái cuộc họp mà cái bộ ma này đưa ra cái nghị trình mà nói là tố cáo những cái người đưa fake news, là trong đó có một số chị em của chúng tôi đó, thì là Kimberly Hồ rất là to mồm và họ dẫn chứng toàn là những cái chuyện hoàn toàn fake news mà Nhật Linh đã trình bày với quý vị. Và sắp tới trong những cái buổi nói chuyện khác chúng tôi sẽ còn nói cụ thể hơn nữa. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây cái điều này nè, cái cuộc họp ngày 9 tháng 3 vừa rồi, nếu mà quý vị có theo dõi trên Zoom á, bây giờ quý vị cũng có thể coi lại. Kimberly Hồ hiện nguyên hình là một con mụ, nghĩa là như là một cái bà chủ độc tài. Bà ta sau khi mà đưa ra cái nghị trình mà cảnh cáo cái chuyện fake news á, thì là bà ta nói tiếp về cái vấn đề là tìm một cái chỗ để đặt cái tượng đài
tái chiếm cổ thành Quảng Trị mà cái nhóm của bà ta xây dựng sau khi bà ta cùng với lại Caleb Menro và Tài Đỗ đánh sập cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị mà chính ba người này đã từng bỏ phiếu ủng hộ. Thì khi mà cái ban mà cái ban mà quy hoạch của thành phố mà bà ta, tức là ở hội đồng thành phố, nói hội đồng nhưng mà thực ra là nghị viên Kim Lê Hồ, giao cho họ là phải tìm một cái park nào đó đó để mà đặt cái tượng đài đó cho tương xứng như bạn mong muốn, thì họ rất là phản đối. Cả cái ban này họ phản đối vô cùng vì họ cảm thấy một cái hành động đó rất là vô lý. Vì trước đây đã ra lệnh xây một cái rồi, rồi họ tự gạt đi, họ đánh sập. Bây giờ họ tự xây lên một cái tượng đài khác. Nhưng mà chị Nhân Linh à, dạ, bởi vì cô thấy rằng là thế này, người ta nói hễ mà đầu tiên á, là mình ăn cắp một quả trứng thì mình sau đó mình sẽ dám ăn cắp một con bò. Thì đầu tiên á, họ đi cái chuyện mà xây đền, xây cái thành Quảng Trị thì dù đằng nào đồng bào hay là tất cả cũng có họp hội chứ đâu có phải là mình trộm bụng gì, nhưng mà rồi họ tưởng đó họ có một cái ý kiến gì tốt đẹp, đâm ra nghĩa là họ làm cái chuyện mà thay trắng đổi đen như vậy. Mà con người ta nói trông mặt mà đặt hình trong, con lợn có béo nòng với con thì cứ nhìn cái tư cách của họ đó để mà nhận xét con người đó. Hãy xem cho thân thể tôi này cô, bây giờ cháu không có đặt vấn đề chỗ đó mà cháu đang muốn nhấn mạnh chỗ này cho cử tri thấy nè. Quý vị có thể vào trong Zoom, quý vị coi lại, tua lại cái chỗ cái tức là vật quyền là của cái Park and Recreation. Khi mà cái ban quy hoạch người ta trình lên, người ta nói là người ta tìm không ra một cái chỗ nào hết á. Tại vì bản thân những người này được giao trách nhiệm, họ cũng cảm thấy họ phản đối và họ lắng nghe ý kiến của người dân. Ở Westminster là hoàn toàn phản đối, cho nên họ không có trình lên được một cái chỗ nào hết. Thì Kimberly Hồ rất là ngạo mạn và rất là chuyên quyền, bà ta chỉ nè, họp trong Dung á, bà nói là phải tìm cho ra trong một tháng hay gì đó hả? Có cái việc như vậy mà làm không xong. Làm không xong, bà ta lệnh là trong một tháng phải đưa cho tôi một cái chỗ nào đó, chỗ để cho tôi chọn cho tôi một chỗ nào đó. Thì quý vị, ai cho phép như vậy quý vị? Vì bà đó làm được cái gì? Nghĩa là bây giờ Kimberly Hồ tự thấy là mình là con người ghê gớm, có 3 phiếu lòng muốn lộng hành quyền lộng hành. Vì bà dựa vào 3 lá phiếu như vậy. Dựa vào 3 lá phiếu lộng và hành. Và bất cứ cái điều gì mà khi chúng tôi nói, bà ta đều đổ trúc lên. Khi mà chúng tôi nói ở trên sóng thì bà ta đi vào nghị trường, bà ta phê bình cảnh cáo ông thị trưởng Tạ Đức Trí và ông nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Bà ta kêu là hai ông kia là đưa thông tin giả cho chúng tôi. Thì quý vị cử tri, quý vị nhìn vào thử những con người này có dễ dàng để cho hai ông đó mà mị chúng tôi được không? Chúng tôi cũng như quý vị, chúng ta đều có những cái nhìn nhận rất là độc lập. Chúng ta có quyền, mỗi một cử tri chúng ta đều có quyền như vậy. Mà bà ta làm những cái chuyện mà bà ta cho là bà ta là một cái người đứng trên cao nhất, bà ta muốn hành động gì thì hành động. Thì tôi muốn thưa với lại quý vị là sao? Bây giờ bà ta hiện nguyên hình là một mụ độc tài chuyên quyền. Bà ta sống đôi với Putin đó. Một cái con mụ này rất là ghê gớm. Cho nên quý vị, chúng ta phải vững lòng. Bây giờ bà ta cũng muốn trèo cao là bà ta ứng cử vào assembly của tiểu bang. Cho nên quý vị, khi mà thấy cái lá phiếu của Kimberly Hồ đến tay á, vứt ngay vào sọt rác. Chỉ có một cách đó thì chúng ta mới không cho cái con người này đại diện cho bất cứ cử tri nào, vì nó sẽ phá nát thành phố Westminster của chúng ta và nó chỉ vung vén cho gia đình tư lợi cho chính cá nhân của nó mà thôi. Thưa quý vị, dạ em mời các chị Ngân. Dạ vâng. Dạ. Kính thưa quý đồng hương khắp nơi và quý cử tri của Westminster, ngày hôm nay Ủy ban bãi nhiệm chúng tôi đến đây chân thành nhận lỗi và rất buồn mà báo với quý vị rằng chúng ta chưa loại được nghị viên Kimberly Hồ và Carlos Menzo trong kỳ này vì những lý do phức tạp của luật bầu cử và bãi nhiệm, mà chúng tôi thì không phải là những luật sư để mà hiểu biết tất cả những cái luật lệ đó.
Và chúng tôi cũng cảm ơn quý đồng hương yểm trợ tinh thần, vật chất, thực phẩm, tài chánh cho chị em chúng tôi trong suốt nhiều tháng mùa đông giá lạnh. Chúng tôi vô cùng cảm kích. Đồng thời chúng tôi cũng nêu ra những cái ý kiến mà sau đây chúng tôi vẫn đeo đuổi và bất xứng những nghị viên này, để quý vị trong những kỳ bầu cử sắp tới nhớ mà đừng có bầu cho những người này nữa. Đây là những lý do chính mà chị em chúng tôi phải bỏ nhiều tháng trời ngồi ở ngoài đường Bô Sa, cũng như đi bộ từng nhà để mà xin chữ ký của đồng hương, và đã được đồng hương ủng hộ một cách nồng nhiệt với hơn 4.000 chữ ký để loại Kimberly Hồ. Với thân thể chị Ngân nói này, chị Ngân có muốn nói tới cái vấn đề mà chị Ngân có biết là cái cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới đó, là tháng 6 đó, thì là sẽ có một cái mà sẽ hỏi cử tri Westminster này, toàn bộ cử tri Westminster là có muốn là để mà thị trưởng luân phiên hay không. Thì quý vị, chị có biết là thị trưởng luân phiên thì sẽ như thế nào không chị Ngân? Dạ. Thị trưởng luân phiên tức là như thế này này, các nghị viên với nhau chọn một người làm thị trưởng. Thì chị có muốn Kimberly Hồ lên làm thị trưởng của Westminster không? Không đây bao này giờ. Quý vị có muốn không? Dù tôi không phải là của Westminster, yeah, nhưng mà một người với đầy đủ tư, yeah, cách mà đã phá hoại cộng, yeah, đồng trong nhiều tháng qua, yeah, nhiều cái thời gian, trong suốt thời gian cô ta làm việc với hơn 4.000 chữ ký phẫn nộ, ký tên bãi nhiệm, yeah, của Kimberly Hồ đã, yeah, trả lời rồi. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Như vậy tức là nếu mà chúng ta chọn thị trưởng luân phiên, tức là quý vị sẽ có cơ hội có thể được một con người mà lên chửi thằng này thằng kia đó làm thị trưởng đó nha đây, quý đây, vị. Đây. Trong này có là những cái mà tôi và các bạn của tôi không thể nào bầu cử cho một người nghị viên mà đã miệt thị đồng viện của mình trong phiên họp của CD bằng những từ ngữ thô bỉ. Mà có cơ hội sẽ, nếu mà quý vị mà đồng ý thị trưởng luân phiên là có cơ hội mụ ta sẽ làm thị trưởng. Thưa hoặc chị, là tài đỗ. Góp ý ngay cái chỗ này, không phải Trúc Minh lớn tuổi, Trúc Minh quên. Người ta nói là khôn ngoan á thì đến cửa quan mới biết, mà giàu có đó thì đến 30 Tết mới hay. Chúng ta cứ chống mắt chúng ta nhìn xem cái kỳ bầu cử này thì xem đồng bào mình sẽ là tin tưởng ai và cái sự vẻ vang của người nào ra ứng cử thì mình sẽ có câu trả lời. Và chứ không cần, còn bây giờ đó nói với nệ em, người ta nói rằng là nói mấy cái chẳng thà làm thầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Thì chúng mình nói đến con người này á, là không có nghiêm chỉnh, chúng mình thấy cảm thấy nó tuổi già rồi mà bực mình lắm. Nhưng mà thôi bây giờ đó. Không, mà như này này chị, nếu mà đồng hương không có rõ về cái vấn đề thị trường luân phiên này thì đồng hương chỉ vậy thì tôi cũng muốn cho để thị trưởng luân phiên đi, không tôi không có muốn bầu thị trưởng nữa. Mà nếu mà người ta thông qua cái đó thì Kimberly Hồ sẽ có cơ hội làm thị trưởng. Nhưng mà thưa các chị, vì chúng ta ngồi nhiều ngày tháng ở ngoài phố Bô Sa và đã nhiều đồng hương đến bày tỏ sự phẫn nộ với chúng ta, cho nên chúng ta nắm vững được cái tinh thần và cái sự phẫn nộ của đồng hương như thế nào, bằng cách là đấy, một người đồng viện mà đã dùng từ ngữ thô bỉ để mà miệt thị một đồng viện của mình, đó là người dân họ tới họ nói như mình phân. Điều thứ hai là đuổi thị trưởng ra khỏi tòa thị sảnh. Đó. Điều thứ ba nữa là đòi điều tra mua bán đất của chùa Điều Ngự. Cái mục đích gì là bà quậy phá cái danh tiếng của chùa, quấy phá cái tôn giáo và chị để biết, trả thù, để nên trả chị thù có biết tại sao chí mà bây giờ đó là vấn đề cá nhân. Mấy người này muốn thị trưởng luân phiên không, là bởi vì mấy người á, nếu mà bây giờ chúng ta bầu thì mấy người không bao giờ mà có thể ra ứng cử được cái chức thị trưởng hết, cho nên mấy người mới muốn thị trưởng luân phiên. Chính vì lý do đó mà chúng ta kêu gọi đồng hương, chúng ta muốn rằng chúng ta bầu thị trưởng chứ không để cho mấy người này luân phiên với nhau. Chúng tôi nên sẽ tiếp tục phơi bày đồng, dù là những cái phơi bày quá cũ, quá thô bỉ của các nghị viên này, nhưng mà nó hữu ích cho những lá phiếu sắp bầu cử tới đây, cho những nghị viên có đạo đức, có thành tích với cộng đồng.
chúng tôi vẫn tiếp tục. Chúng tôi vẫn tiếp tục. Một điều này chúng mình tin tưởng ghê lắm. Mặc dù nó là học thức thì thằng này có 9 đứa con lo cho con, chứ không có lấy lo cho gia đình, không có thời giờ để đến trường, để mà có counselor, để mà dẫn dắt mình. Nhưng mà chúng mình tin tưởng có một điều, một tin chắc chắn rằng là khi mà một con người á đi xin việc ở cái xứ Mỹ này, họ hỏi mình có kinh nghiệm không, chứ họ không có hỏi là mình có bao nhiêu cái bằng. Cho nên là cái người mà thâm niên, mà cái người đã đi cùng với lại đồng bào, mà đã từng là dấn thân để làm việc với đồng bào, thì chắc chắn là đồng bào hiểu hơn. Và những người người ta nói tự khiêm á thì người ta trọng, mà tự khiêm thì người ta ta trọng, mà tự cao á thì người ta khinh. Và đồng bào á là không có ai mà không có nhìn rõ được cái vấn đề này. Chúng mình vẫn tin tưởng như vậy, và chúng mình tin hoàn toàn, chúng mình tin. Và chỉ có rằng tha thiết kêu mấy lại đồng bào chúng ta luôn luôn, chúng ta phải sáng suốt để chúng ta đề cao cảnh giác, là những người nào vì danh vì lợi, có phải là vì lý tưởng, vì để mà giúp cho đồng bào, để đem đó là chuông, để đánh chặn mình, đem văn hóa của mình, để bảo tồn cái văn hóa tươi đẹp của mình, đem cái những cái nhân thường đạo lý cao đẹp của ông cha mình dạy mình, thì đó là cái mình còn có liêm sỉ để mà duy trì bảo tồn cái cao đẹp của ông cha mình hay không. Đó là hỏi họ nhìn lại, họ soi gương, họ nhìn lại cái bản thân của họ, và họ nhìn lại cái tư cách của họ, và để họ kiểm điểm lại những lời nói của họ và những hành động và những cử chỉ của họ. Chúng mình chỉ tha thiết cầu xin Thượng Đế giúp cho họ tu tâm mà sửa tánh, để mà hồi tâm lại, để nhận xét, để biết được những cái gì phải làm, để nên làm, mà những cái gì không làm, một cái điều gì mà bất nhân bất nghĩa không nên làm, thì hãy nên là từ bỏ những cái điều đó đi, để mà mình là làm cho cái cộng đồng này, cho mọi người được hạnh phúc, và làm cho mọi người được cảm thấy rằng bình an trong tâm hồn, và không còn bị dao động trong tâm hồn. Những ngày tháng mà thấy rằng nồi da sáu thịt, những người Việt, những cộng đồng mình mà chia rẽ nhau, đó là cái điều mà một người già này tha thiết cũng gần đất xa trời rồi. Mà chỉ có một cái tha thiết cuối cùng như vậy thôi. Xin đồng bào hiểu cho một người cao niên lúc nào cũng thao thức, có những đêm năm canh thao thức, có những ngày khắc khoải buồn thương, ôi quê hương, ôi tổ quốc, ôi cảnh người dân Việt muôn phương, nói sao cho hết đoạn trường, biết sao cho vợi vết thương của lòng, bao đêm khắc khoải sầu đắng, bao ngày nuốt lệ vào lòng người ơi, tha hương đã bao thu rồi, hờn vong quốc mà hận lòng người phân chia, yêu quê hương biết thế gì. Bây giờ chúng mình nhìn thấy cái cảnh không có phải là nồi da sáu thịt, mà thấy rằng là người nghĩa là cùng một bạc với nhau, mà nghĩa là muốn giết nhau, muốn nghĩa là tàn sát nhau thế này, thì hỏi có đau lòng hay không. Thì đồng hương ấy hãy cùng với chúng mình mà quan sát lại những cái hành động của cô tượng Kim Mani này, có những cái người mà để dân thân để có xứng đáng để mà đại diện cho cộng đồng người Việt hay không. Thì nói một cách tóm lại trong cái tháng 6 này, đó là chúng tôi xin nhắc nhở đồng hương là chúng ta sẽ dùng cái quyền bầu của chúng ta để lựa chọn một người chúng ta vote để mà chúng ta bầu, chứ không phải là chúng ta để đó rồi người nào ưu tiên có thâm niên thì sẽ là người trước tiên ra làm thị trưởng. Cái điều đó rất vô lý. Chúng ta phải dùng cái quyền đi bầu của chúng ta để mà lựa chọn người xứng đáng, không phải là những người đã phải không đó. Tại vì nếu mà chúng ta để cho các nghị viên này bầu với nhau thì là Kimberly Hồ sẽ có cơ hội làm thị trưởng. Và Tài Đỗ cũng có cơ hội làm thị trường. Và Carlos Menzo cũng có cơ hội làm thị trường. Bởi vì Kimberly Hồ đó thoát được cái cuộc bãi nhiệm này thì bà ta còn ngồi đây cho đến năm 2024. Đó. Thành ra quý vị phải không, chúng ta phải yêu cầu là người dân phải chọn thị trường, chứ không để cho các thị trưởng này luân phiên, các cái người dân cử này luân phiên với nhau. Bởi vì có những kẻ rất là bất xứng. Những thành phố khác bà ta so sánh là những thành phố khác họ cũng bầu luân phiên, tại vì những thành phố khác không có những con người phản bội tồi tàn như thế này. Không có những người con người tồi tàn như thế này. Đồng viện của họ. Chị, em có ý kiến chỗ này nè. Lúc nãy giờ chúng ta chỉ nói cái chuyện mà lý do làm sao mà nghị viên Kim Liêu thoát cái recall, thì trong đó em nghĩ là mình nói hết những cái lý do như thế này nè. Trong số các chữ ký không được công nhận thì có rất nhiều chữ ký là như là chữ ký không giống nhau, tại vì là cái chữ ký nó thay đổi theo thời gian của những cử tri. Thứ hai nữa là địa chỉ không chính xác, tên viết thay đổi, hay là cái người viết
ở trong mỗi một trang giấy 4 chữ ký thì viết dùm tên cho nhau. Đó. Rồi là cái tình trạng chữ ký hay các chi tiết không chính xác có thể là nhiều lý do thông thường, như là chữ ký thay đổi theo thời gian này, không cẩn thận khi ký tên, và chữ ký từ hồ sơ DMV khác với thực sự, hay là chữ ký ký qua máy điện toán khác với chữ ký bằng viết. Thưa quý vị cử tri, đó là những cái lý do rất là nhỏ nhặt nhưng mà chúng ta không có chú ý, cho nên nó dẫn đến cái kết quả là như ngày hôm nay như vậy. Thì xin nói cho quý vị cử tri biết ạ. Thì ngoài ra hôm nay thì sao Nhật Linh với nữa Ngân với nữa chị Monique thấy là còn chúng ta còn vấn đề gì nữa hay không? Không, chúng ta trong tương lai chúng ta sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Vâng, là chúng tôi sẽ vẫn ngồi đó. Vâng, trong tương lai thì rồi chúng tôi cũng có thể là sau này cũng còn gặp Đồng Hương nữa. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ là trước khi kết thúc thì chúng tôi cũng nói trước một cái là vấn đề là trong cái phiếu bầu vào tháng 6 này, gọi là cái cuộc bầu cử sơ bộ đó, thì chúng ta sẽ có mấy điểm, mà đặc biệt thành phố Cát Minh Sơn là có một cái điểm là chúng ta có đồng ý thị trưởng luân phiên hay không thì chúng ta vote là no, không, tức là không có chia năm district, không có chia năm, chỉ có giữ 4 district thôi. Chúng ta không có, người dân phải bầu thị trưởng chứ không để cho các cử tri với nhau. Đó là cái điều mà chắc chắn sẽ ở trên cái phiếu của cử tri Westminster. Còn có một số khác nữa, thí dụ như là sẽ có những Kimberley Hall sẽ ở trên cái phiếu bầu lần này, để mà khi mà mụ ta ra ứng cử trước Assembly đó. Thành ra là mấy điểm đó chúng ta cần lưu ý đó, chúng ta sẽ chọn một người xứng đáng cho cái, chúng ta sẽ ở cái đơn vị của Assembly, chúng ta là ở đơn vị 70, toàn bộ thành phố Westminster, toàn bộ thành phố Garden Grove, toàn bộ thành phố Fountain Valley và một phần của một số những thành phố khác nữa. Chị đó. Em có ý kiến cái chỗ mà chúng ta kiên quyết không có đồng ý cái việc mà chia 5 district là vì lý do như vậy nè. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta toàn bộ cử tri của Westminster trực tiếp bầu thị trưởng á, thì chúng ta có quyền, từng cử tri có quyền yêu cầu ông thị trưởng phải thực hiện điều này, điều nọ, điều kia. Nhưng nếu như chia ra 5 district và chúng ta chỉ bầu cho một cái người nghị viên đại diện cho district của mình thôi, rồi 5 nghị viên đó ngồi lại với nhau và họ bầu luân phiên cho cái người làm thị trưởng. Nay anh làm, thì, mai tôi làm. Thì em nói ví dụ như là năm nay chị làm đi. Thì là cô Ngân không có ở, không phải là cư dân của district mà chị đại diện. Nhưng mà bây giờ cái khu nhà của cô Ngân á, nó có những cái vấn đề cô Ngân muốn kêu gọi là hội đồng thành phố phải giúp đỡ để mà điều chỉnh. Thì khi mà chị làm thị trưởng nhưng mà chị không phải là người mà do cái district của cô Ngân bầu, thì chị kêu gọi. Rõ ràng khi mà chị lên, chị ngồi cái ghế đó, chị chỉ lo cho những người bầu cử chị thôi. Vì những người kia, district kia đâu có bầu chị đâu. Chị phải, có đúng không nào? Tại vì chị đại diện cho cái district của chị thôi. Thành ra Linh mới nói rằng là chúng ta không chấp nhận là các nghị viên họ bầu luân phiên, mà chính mỗi cử tri Westminster phải trực tiếp bầu ông thị trưởng, để cho ông thị trưởng có trách nhiệm với toàn dân của cái thành phố này. Và ông phải có trách nhiệm với toàn bộ dân cư của Westminster. Tức là chúng tôi sẽ tiếp tục lên, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc về cái vấn đề này cho tới khi mà cái cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6. Coi vậy chứ cũng mau lắm. Bây giờ đã là quá giữa tháng 3. Gần cuối tháng 3 rồi. Thành ra là chính ngày hôm nay chúng tôi đến đây là để nhận lỗi với Đồng Hương là chúng tôi đã không loại được nghị viên Kimberley Hall và Menzel. Vì vấn đề phức tạp của luật lệ bầu cử và bãi nhiệm. Và chúng tôi rất chân thành cảm ơn quý vị đã yểm trợ chúng tôi trong suốt nhiều tháng qua. Tài chính, thực phẩm, tinh thần. Trong suốt nhiều tháng, trời
mưa gió lạnh chúng tôi ngoài đó mà quý vị vẫn yểm trợ chúng tôi. Và đặc biệt là hơn 4.000 chữ ký phẫn nộ của quý vị đã nói lên cái sự thành công của chúng ta, cái sự ủng hộ của quý đồng hương và cái sự phản đối của quý đồng hương đối với những nghị viên quậy phá cộng đồng. Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc quý đồng hương được vạn sự như ý và được nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với quý đồng hương trong những ngày sắp tới trước cuộc bầu cử vào tháng 6 kỳ này. Xin kính chào quý đồng hương. Xin chào quý đồng hương.